Xin chào các bạn đang chăn nuôi. Đây là một con dê, nó có cái biểu hiện là sưng cái hầu nha các bạn. Đây, sưng cái hầu đây. Sưng cái hầu, sưng lên cái má luôn này. Đây. Đây là dê của mình nha các bạn. Đây là ba con dê sữa. Ba con dê sữa này. Đây cũng được. Thì cái sưng như thế này thì các bạn chuẩn đoán nó là bệnh gì? Theo các bạn là bệnh gì? Những cái dấu hiệu sưng dưới hầu như thế này, nếu các bạn lục lại những cái video mình đã chia sẻ thì mình cũng đã chia sẻ rồi nha các bạn. Nó sưng như thế này thì nó có ba cái nguyên nhân nha các bạn. Một là sán lá gan, hai là ký sinh trùng đường máu, ba là bị lở miệng nha các bạn. Một cái nguyên nhân nữa là do E. coli xung phụ mạch. Nhưng mà cái này thì các bạn nhìn này, để các bạn chẩn đoán này. Thì con này là nó đang bị sưng hầu, nguyên nhân là do lở miệng nha các bạn. Cái lở miệng của nó cũng rất là nhẹ, mình chỉ thấy những cái hạt mủ trong mép miệng thôi, nó không có lở tè le như những con kia. Đó, nó những cái hạt rất là nhỏ đây, những cái hạt rất là nhỏ, những cái hạt mủ rất là nhỏ, thì nó sẽ làm cho cái hạt bạch huyết ở dưới cái hầu này nó sưng lên này các bạn. Nó giống như cái hiện tượng ở trên con người chúng ta cũng vậy, ví dụ như các bạn bị cái lở miệng này. À, các bạn bị sưng trong miệng, trong lợi rồi thì các bạn cũng có hiện tượng là sưng cái hầu, hoặc là các bạn có những cái vết thương trên vùng mạch thì nó cũng sẽ sưng cái hầu như thế này nha các bạn. Trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ tiêm Eprin nha các bạn. Eprin, thành phần chính của nó là Eprinomectin thế hệ thứ 3, để mà người ta trị cho nó hiệu quả và triệt để. Còn những cái thuốc nội ngoại ký sinh mà lâu nay các bạn xài như là Ivermectin hoặc là Doramectin thì hiệu quả nó không có cao nha các bạn. Hiệu quả không cao. Và sau khi mình trị kháng sinh đó thì mình cũng nên kết hợp các cái dòng dinh dưỡng bổ như là ADE Complex, là Butasan, Esper để mà dưỡng cho nó. Con này nó cũng lỡ miệng nữa này. Con này cũng lỡ miệng. Lỡ miệng nó thở nhẹ thôi, nó chưa cái sưng cái hầu, con này sưng cái hầu. Hôm qua thì mình cũng phát hiện sưng hầu rồi, nó mới cái sưng hầu nhẹ là mình đã phát hiện rồi. Tuy nhiên hôm qua thì mình tiêm cho nó cái Clamet để mà trị sán lá gan nha các bạn. Hôm qua nó sưng nó giống như sán lá gan, nhưng mà hôm nay thì mình phát hiện nó lỡ cái miệng thì là mình đỡ lo lắng hơn. Tại vì cái sán lá gan thì nó nguy hiểm hơn, cái sán lá gan thì nó nguy hiểm, nó tác động vô trên cái nội tạng, đặc biệt là gan luôn, nó sẽ bị tổn thương nội tạng nên mình rất là lo lắng. Nhưng mà cái triệu chứng mà sưng mạch cho lỡ miệng này thì trị rất là đơn giản, các bạn cứ dùng Eprin điều trị nội ngoại ký sinh đó. Các bạn có thể là kết hợp thêm cái sếp để cho nó mau khô vết thương, hoặc là cái ambi cũng được, hoặc là benstep cũng được, benny cũng được, hoặc là eri hoặc là ag cũng được. Những cái dòng đó thì nó sẽ trị được cái viêm ngồi da nha các bạn. Thì đấy, thì mình điều trị như vậy nha các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.